Này, tổng kết như này. Sau khi em khảo sát xong ấy thì trạch đất của anh là đo được là 290 độ. Thì nếu như mà với cái tuổi của gia đình nhà anh gồm có tuổi Bính Thìn, Canh Thân, Ất Dậu với cả tuổi Giáp Ngọ thì cái trạch đất hướng Tây này thì nó hợp long với cả cái tuổi Bính Thìn với cả tuổi Canh Thân. Cho nên thành ra là cả hai tuổi này cư trú trên cái trái đất này thì về cơ bản là đều cát cả. Cho nên là về xét tổng thể thì là đạt. Còn xét về cái vận lâu dài ấy, vì chúng đến năm 2024 thì bắt đầu nó chuyển sang cái vận chín, cho nên thành ra là cái đoạn đông trục đông tây này thì vận khí thì nó không 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 phải là nó rất vượng, nó không còn gọi là vượng lắm nữa. Nên thành ra là những cái nhà nào mà nó có hướng là hướng nam thì nó sẽ thuận tiện hơn. Cho nên là anh cư trú trong một nhà, nếu như mà về lâu về dài, nếu như mà có cơ hội mà anh chuyển được sang cái nhà hướng nam thì còn chuyển, mà không lo là bảo là không chuyển được nữa, vì khi mà làm thì mình nhìn thấy cái cơ hội thay đổi thì nó sẽ thuận tiện hơn. Thì cái thông tin này thì mình sẽ để ở trong hồ sơ phong thủy. Thì cái tiếp theo nữa là bản thân là trạch này á, thì nó có một cái vấn đề là ở vị mạn ở phía khu vực phía phương thân, tức là vị trí của cái phương tây nam, cái góc của trong vườn chuối này, thì không biết là bao giờ người ta sẽ thi công cái khu vực vườn hoa đấy. Mình thì mình biết là quy hoạch thì là như vậy, nhưng mà bao giờ làm thì cái năm nào mà ở cái phương đấy mà thi công, mà mình đang cứ ở trong nhà này thì chỗ đấy là phương sát, thì cần các cái việc mà đầu tư kinh doanh hoặc là những cái việc gì mà làm ăn mà nó cần phải động chạm, mà làm gì là năm đấy phải đạp phanh lại cẩn thận. Và sau đó là năm đấy thì khi mà động thổ người ta làm đấy một cái thì báo luôn cho em, để mà mình sẽ có cái biện pháp chấn trách phù hợp. Còn năm nay còn bình thường như này thì chả vấn đề gì cả. Nhưng khi nó động cái phương đấy, cái gọi là phương sát, thì chỉ cần cái phương đấy là cần phải lưu ý thôi. Chứ còn cái trạch này ở khu vực này thì về cơ bản là nhà cao thì cũng không có, mà nằm trên cái thế thì nó cũng tựa, nó cũng tại vì trông nghe thôi nhưng mà tựa nó tương đối là vững. Cho nên nha, là trạch này là cũng đạt được, tức là đạt được cái tiêu chí. Thì sang năm 2020 là năm Canh Tí, thì nếu như mà chọn lựa cái thời điểm mà tối ưu để mà tiến hành xây dựng được thì nó có mấy cái thời điểm. Một là mình sẽ làm vào khoảng tháng giêng không tẹo nữa, hai là mình sẽ làm vào khoảng tầm, một là tháng giêng, hai là mình làm vào tháng tư thì anh áng xem là anh làm khoảng nào, thì vì anh cần phải chốt cho em cái đoạn này. Nó chỉ có tháng giêng là một, hai là tháng tư tháng năm là hai tháng đấy, mà năm nay là tháng tư, sang năm Canh Tí là tháng tư nó nhuận, nhưng mà nhuận thì cũng không ảnh hưởng gì cả, thì mình sẽ làm vào cái tháng tư dư hoặc là thì nó không ảnh hưởng gì, thì coi như tiết khí nó chuyển sang tháng 5, tức là từ tháng 4 đến tiết hạ chí là hoàn toàn có thể xây dựng được. Mà tốt nhất thì nếu như mà cái tháng 5 âm lịch, tức là cái tháng tư nhuận ấy, thì là cái tháng đấy cả nhật nguyệt đều đào sơn, thì là cái tháng nó vượng nhất. Thì nếu như mà cái nhà của anh ấy chỉ 2 tầng rưỡi, nhảy xây khoảng 4 tháng, 3 tháng rưỡi, 4 tháng là xong hết, thì đến cái đoạn cuối năm, đến tầm khoảng tháng 10 là tháng nhập trạch, thì thái dương đào hướng đào sơn thì nó cũng rất là vượng, thì tầm khoảng tháng 10 đến nhập trạch thì là phù hợp. Thì cũng thời gian thi công quay nó được khoảng 5 tháng thì là thoải mái. Thì theo em thì nếu như để mà nó vượng thuận nhất thì mình nên là động thổ vào thời điểm đó. Thì là còn ra Tết thì đến thời điểm hiện tại thì nó đang gấp quá, mà sang năm thì cái tháng đầu tiên vào cái tháng Mậu Dần đầu tiên thì nó rơi vào tháng Mậu Kỷ đấu thiên. Thì em không muốn động vào cái thời điểm đấy, thì nên là để sang hẳn đến cái tháng 5. Sang hẳn cái tháng 5 âm thì làm thì năm tháng tư nhuận rồi. Nó gọi là làm mà tháng nhuận cho nó dư. Đấy, nó có hai thời điểm đấy là tối ưu nhất, thì anh xem cân nhắc xem là vào lúc nào. Chắc là tháng 4 thôi ạ, cho nó chuẩn bị thoải mái, bởi vì là tháng 1 nó cũng gấp, cũng không muốn làm mà đầu năm thì đúng rồi, thể cái tháng 4 nhuận, tại vì tháng 2 tháng năm nay thì Tết nó đến sớm. Anh cứ nói là Tết thôi chứ thực ra còn tầm tháng rưỡi 2 tháng nữa là Tết rồi. Đúng. Tết thì nhanh thôi, còn vàng. Bởi vì lấy 25 tháng 1 dương là Tết rồi đâu. Cho nên ra là trông rồi Tết, năm Tết nó đến nhanh, ra riêng nó cũng nhanh. Cho nên theo em cứ để tầm khoảng tháng 4 làm là phù hợp. Ok, như vậy cái hồ sơ của anh khảo sát thì về cơ bản là tổng thể là ổn, tiến hành xây dựng được. Bây giờ quan trọng nhất là cái phần thiết kế công năng. Thì nhiệm vụ của em sẽ là về xây dựng cái bản thiết kế phù hợp với các tiêu chí phong thủy, với cả làm sao mà đảm bảo và lựa chọn được cái thời điểm động thổ và xây dựng nó phù hợp. Thì còn lại là
nhiệm vụ khoảng tầm 7 đến 10 ngày nữa thì em sẽ gửi cái bản vẽ. Tại vì của anh thì tháng 4 làm nên cho em chậm chậm tí. Dạ vâng. Thì khoảng tầm có thể nhiều khi nó delay đến khoảng tầm 10 đến 15 ngày. Dạ, em gửi cái bản vẽ thì anh cứ xem kỹ, không anh không vội. Anh cứ gần như khi nào anh chốt cái mặt bằng công năng xong thì bắt đầu để em chuyển khai sang làm hồ sơ phong thủy. Thì từ lúc mà em chuyển từ mặt bằng công năng xong sang hồ sơ phong thủy nó khoảng 5 ngày thôi. Là em sẽ gửi sang cho anh cái phần đấy thì rất là nhanh. Nhưng quan trọng nhất là cái công năng, bởi vì thực tế trong cái phần công năng em đã vẽ phong thủy rồi. Phần các cái phần hồ sơ phong thủy là phụ trợ, nó gồm có các cái phần ví dụ như là định hướng khảo sát tổng thể, rồi hướng tương lai thế nào, rồi đường hệ thống cấp thoát nước, công trình ngầm, rồi ngày động thổ, ngày nhập trạch, rồi chấn trạch, rồi các phương án để nó liên quan trong đấy thôi. Chứ còn về công năng thì nó vẫn y nguyên, nó không thay đổi gì cả. Rồi các màu sơn trong phòng thì trong hồ sơ phong thủy thì em cũng sẽ làm chi tiết trong đấy. Màu sơn ngoại thất, nội thất rồi từng phòng. Thì cái màu sơn này anh lưu ý rằng là em xem cái màu sơn căn cứ vào cái dụng thần của bát tự, tức là căn cứ vào năm tháng ngày giờ sinh của anh nó thừa thiếu ngũ hành như thế nào thì em sẽ bổ sung cái màu sơn theo cái dụng thần bát tự như thế, chứ không phải là bảo rằng là anh tuổi Bính Thìn là sao trung thổ là em cứ sơn màu vàng hay là em cứ sơn cái màu đỏ, mà nó còn phù hợp theo là cái ngũ hành thừa thiếu khuyết nhược đối với cả thân mệnh ở trong bát tự để em bổ cái hành khuyết trong dụng thần trong đấy. Để giải thích anh là cái phần đấy thì về cơ bản là cái thông tin khảo sát cơ bản vậy thôi. Vâng, trước mắt là xin cảm ơn anh và anh em. Em thì bây giờ em có một cái ý kiến này là giờ chẳng mấy khi các bác lên đến Sơn Tây thì mấy anh em ra ăn bữa cơm em xong rồi đi về. Dạ thôi, dạ, em thôi, còn bây giờ không thật đấy, chẳng mấy khi em lên đâu. Em nói thật, bởi vì nhà kiểu gì anh cũng lên văn phòng em nữa, bởi vì là sau khi mà tư vấn khảo sát xong á, là sau đó là đến lúc mà trả hồ sơ anh cần hoặc là trợ lý sẽ hỗ trợ cho anh từ lúc mà anh bắt đầu anh động thổ. Gọi là người đầu tiên, người ta gọi là đầu tiên anh vào, đầu tiên cái hôm đầu tiên anh vào, đầu tiên là anh sẽ căng lại dây. Anh gọi là rác móng, rồi phạt mộc. Phạt mộc xong sau đầu là từ cái lễ phạt mộc đó thì em cũng xem, thì em cũng sẽ hỗ trợ em xem ngày để mà sau đấy lễ động thổ, rồi các nghi thức, rồi trong quá trình xây dựng thì có vấn đề gì thì trợ lý chỗ bạn Long sẽ liên hệ với cả anh chi tiết để giải thích với cả anh toàn bộ cái phần đấy nếu như mà vướng mắc. Thì còn nếu như cái gì nó mà vượt qua bạn không giải thích được, nhà đấy anh liên hệ trực tiếp với em. Thì để em sẽ lưu số điện thoại của anh lại, anh cho mình cái gì trao đổi trực tiếp nếu như mà có cái gì vấn đề gì vướng. Số điện thoại của anh bao nhiêu nhỉ? 0911 1983 339 0911 983 339 Rồi, số điện thoại em đây ạ. Em tên Tam Nguyên. Em nghĩ là cái tuổi của em không làm được Hướng Nam. Hướng Nam vượng luôn. Thầy em tuổi anh, em một sư phụ Hướng Nam. Không phải tuyệt mạng thôi nhá. Anh đang tính anh quẻ càn nam nhất biến ra ly tuyệt mạng á. Nên thật nên anh đã đi tìm mãi đấy, phải chọn những hướng này, bỏ hết những hướng kia mà không phải vào ngõ, chứ không mặt đường có mà không nghĩ là không lừa được. Không hay là bây giờ lại chơi bài này. Hay phải chơi bài này. Nếu như mà xuống quả kia mà có quả hướng nam đổi, em khảo sát lại cho anh. Mà nếu như mà hướng nam mà xây thì sang năm tháng 2 âm lịch xây, hoặc tháng 8 âm xây. Từ giờ đến tháng 2 còn dài mà. Nam vượng lắm, vận vượng, tuổi hợp. Đấy, không học nhau sớm, gặp sớm thì gặp quá nhiều. Mất hơn một năm đi tìm đất. Các đất chỗ không được, phải chui vào tận đây mới tìm được chỗ mình. Cảm thấy là ổn. Nam không phải tuyệt mạng đâu nhá. Trong phong thủy anh cứ nó có một cái khái niệm liên quan đến cái long hợp cục hay và long hợp mệnh, thì còn bát trạch binh cảnh chọn tuổi hợp hướng. Cho nên ra là như 76 của anh bảo tính mệnh quẻ càn tây tứ trạch, trong đầu anh chọn cái nhà toàn tây bắc tây đông bắc mà tây. Tây mà tây mà thôi đấy. Nên nha, nó chỉ có Nam mới là chạy. Nó chỉ có là nếu như tuổi của anh ấy để mà định long á, mà hợp ấy, thì nó sẽ có anh chọn được một là tây nam. Tây Tây Nam là hai hướng đặt được, nhưng mà trong hai hướng Tây Tây Nam thì trong vận 9 thì Tây Nam vượng hơn. Ngoài ra thì hướng vượng vận và vượng tuổi nữa là bể một hướng nằm bên trạch âm nữa, đó là hướng Nam.
Nhưng vậy nếu như mà Bính Thìn mà đắc nhất thì chọn hướng Nam, bởi vì là tuổi vợ anh là Canh Thân. Nhưng mà chọn một mình tuổi anh thì còn chọn thêm được Tây Nam nữa. Đấy, nó lại thế cơ. Chứ còn... Trước đây em cũng nghe Tây Nam nhưng mà thấy là Tây Nam cũng khó, khó rộng. Thế là phải thổi một cái gì mà khó quá thì thôi. Cái gì không? Nó đơn giản thôi. Cái cầu kỳ quá thì cũng khó. Nhưng mà Nam thì về cơ bản ở đây Sơn Tây dễ chọn Nam mà. Vâng, thế nhưng mà thì nghĩ là không ở được hướng đấy thì thôi không chọn. Nhưng mà nó ngoài, ngoài lịch trình luôn. Nó ngoài lịch trình, Nam phát giải đán luôn. Không phải đến món đó. Cái thế này thì về cơ bản là nếu như mà dựa trên cái thế đất như này về cơ bản là cũng cũng cát mà, nhưng mà nếu như ở trên cái mạch này á, nói thật là nếu như mà gọi là vượng ấy, là người ta làm ở nhà xuôi theo cái phía này như cái nhà này, này cái nhà này về cơ bản là cũng được, chứ không phải là cũng gọi là một cái nhà nó gọi là cũng giàu có đấy, cũng có điều kiện, chứ không phải là người ta ấy đâu. Nhưng mà trong qua bây giờ là chả ai ở, con cái đi nước ngoài hết, hàng chục người con đều ở quanh đây, nhưng mà mặt phố thấp. Ở mặt phố nó chả ai ở thì người ta bán rồi, chứ cái nhà này cái thế nó rất là vượng. Bây giờ có anh út ở lại nhưng anh mất, còn có con dâu ở làng nhà thôi. Nhưng mà khi mà làm cái nhà này á, là khi mà cái nhà này trước đây là em cả tả cho cái nhà này là cái phần mà cái nhà ngang này này là cái phần xây thêm sau, cái phần nhà vệ sinh này này là cái phần mà xây thêm sau cùng. Từ lúc đặt nhà vệ sinh đây là nó chết. Trước đây có cái nhà này là chính này, cái nhà này này là cái cổng của nó ấy, là nó sẽ mở vào chỗ kia hoặc nó mở vào cái chỗ cái khu vực nhà vệ lên hẳn trên này hết dốc này, đi vào cái cổng ngang chỗ này cơ, và sau lưng nó không cái chuồng chăn nuôi là không để ở chỗ này. Cho nên ra là cái nhà hướng Nam mà cái thế mạch của nó chạy từ bên này về thì cái nhà này nó rất là vượng. Gọi là nhà này nó gọi là giàu, nhưng 70-80 con thằng nào cũng thanh đạt. Nhưng mà sau khi mà nó xây xong cái này xong, nó xây xong cái này xong một phát là chúng nó ly tán hết, và tự nhiên cái nhà đặt phát cổng ở Hoàng Tuyền chết luôn. Nên anh em nó mới cắt đất bán lung tung, bán lung tung, bởi vì từ lúc đặt con nhà vệ sinh như vào là trên ngắt. Đấy, vấn đề là cái này là mới xây chứ có phải là cũ, là cái này này, cái tay long này, nó cao này, để tay hổ để bên kia để nhà vệ sinh vào là toi, cho nên nó phải bán đất. Đấy, cái này ở chỗ này nhìn em chỉ ở chỗ tại sao nó chết ngắc này, này. Nó làm cái khu chăn nuôi vào đây, bờ hầm cầu, ổ gà, cái ổ gà mà cái món nước ở đây. Anh hả? À, cho nên thành ra là cái điểm này chính là cái điểm lấy khí vào nhà trước đây. Nên nghe cái cổng này là cái mới làm lại. Trước đây cái tường hoa ra đây giật cổng và ngang ngang đây. Nếu mà đào đây thì không nên đào sâu à? Không, không phải đào sâu mà là thực ra là như này. À, thông thường là anh vào đấy khoảng tầm đi vào là sân nhá. Đầu tiên anh chỉ bậc lên xong vào hết sân anh bước lên 3 bậc lên nhà. Thì 3 bậc cổ bậc 15 nó lên 45 phân rồi. Mà đằng nào lúc anh đào thì chẳng phải đào hết rồi lại đổ đất lại sau. Lúc nào đào em vẫn phải đào hết, không có cách nào cả. Thì ở chỗ này cũng không có cây cổ thụ, thực ra bảo phạt mộc thì nó cũng không phải là cái gì đó nó ghê gớm lắm. Đến sát lên đây. Thì nếu anh muốn cho xe vào thì kiểu gì thì kiểu anh vẫn phải hạ cốt. Hạ cốt cho xe vào được, không vào được. Chứ hôm ra em chỉ cho những cái nhà đó, em chỉ cho nhà nào đây giàu nhìn biết ngay. Ở trong phong thủy thì nó có những cái điểm mà nó gây ra những cái hiện tượng gọi là xung sát. Thì những cái ao như thế này vừa thấp, trũng và nó rất là bẩn. Thì những cái ao này mà nếu như mà nó nằm ở cái phương vị sát khí, ví dụ như là long sinh bát sát, thì nó hay gây ra những cái tai nạn đến cả mất cả người. Cái này là nó rất là hung. Em đang chỉ cho anh cái chỗ của nhà anh ấy. Nếu như tính từ nhà anh mà gióng ra ấy, thì nó là cái vị trí của phương sát ấy, là chính là vị trí của cái vườn chuối ấy. Thì nó vườn chuối thì em đang mô tả với cả các bạn này, cho các bạn đã biết rằng là cái chỗ đấy nó thấp thì cũng giống như cái chỗ cái ao như thế này. Thì cái phương đấy là phương sát. Ví dụ như cái nhà của anh là tọa tây hướng đông, tọa đông hướng tây, thì vị trí đấy là vị trí phương tây nam, tức là vị trí của phương thân.
thì nó đang bị là vị trí nó đang bị cái chỗ cái vườn chuối đấy. Thì mặc dù hiện tại bây giờ thì nó chưa có vấn đề gì, nhưng mà sau này mà người ta cải tạo cái chỗ đấy nó sẽ mà bẩn lên một cái, hoặc là mà nó có cái hiện tượng như thế này, thì nếu như mà cái nhà mà tọa đông hướng tây mà phương thân mà có một cái hình tượng nó giống như cái ao bẩn như thế này, thì trong nhà nó sẽ có người ốm nặng và sẽ về sau là sẽ chết vì bệnh, và nó sẽ có cái bệnh liên quan, nó sẽ liên quan đến gan. À, nó là do nếu như cái hình tượng nó như thế này. Này thì quy hoạch là vườn hoa. Đấy, cho nên thành ra là bây giờ là phải chờ nó phải quy hoạch xong thì mới nói chuyện được. Thì trên tinh thần là như thế. Ok, em đi đây. Còn nếu như mà trong vòng 10 ngày tới mà chọn được cái kia thì alo cho em. Dạ, em chạy về. Dạ, dạ, ok. Nếu như hướng nam lưu ý là bên phải cao nhá. Từ trong nhà nhìn ra mà ngã ba bên phải là tốt nhất. Từ trong nhà nhìn ra ngã ba bên tay phải. Để lấy những điểm đấy nó thủy nó vượng. Thì mai sau nó vượng tài.